Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Audio Chơi Tổ Quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và like share kênh YouTube Kênh Phát Triển. Hôm nay là ngày 25 tháng 10, em tiếp tục hân hạnh giới thiệu những một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Sony. Model của nó là 3 số 3 ESD. Model này lâu lắm rồi em lại về. Nó được sản xuất năm 1986 với giá sưởng có rất là cao, 89.800 yên, nó tương đương khoảng độ 18 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Và chiếc đầu này thì thưởng toàn bộ công nghệ có chiếc đầu Sony 3 số 5 SD. Nó sở hữu cái dây ngang là 43 cm, chiều cao của nó là 11 cm và chiều sâu là 34 cm. Nó nặng là 8,2 kg. Mặt phay nhôm được sơn màu đen, thiết kế nhìn rất là đẹp mắt nhé. Đấy, đồng hồ quát tiền tỷ rất là rõ và lớn. Phần mắt đọc dùng mắt đọc của Sony rồi, dòng mắt đọc BU01, dòng mắt từ rất là bền, ổn định, không ghen đĩa, chuyển bài nhanh. Phần chip giải mã thì chiếc này dùng con chip giải mã danh tiếng của hãng Philips TDA1541, cho chất âm xuất ra mộc mạc, chi tiết và rất là ngọt ngào. Đấy, các bác nghe nhạc vàng hay là Bonezo thì rất tuyệt vời. Chiếc này được thiết kế về ngoại hình cũng như phần nội thất bên trong rất là chắc chắn nhé, chất lượng nên là có giá xuất xưởng nó rất là cao. Về phần ngoại hình thì em xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Về phần mặt tiền của em này thì rất là đẹp nhé, đẹp. Quay chậm thì bác quan sát chỉ có một chút xíu cạnh đây hơi cứng nhẹ thôi này. Đấy, còn lại rất là đẹp. Và cái góc đây, góc này thì nó có một cái vết cấn nhẹ em chút sơn rồi. Đây là phần lắp lưng. Phần lắp lưng thì có cái vết xước nhẹ thôi. Em để sơn zin của nó. Zin của nó rất là bền và bóng, càng lo càng bóng, đặc biệt cái dòng sơn Nhật này đấy. Đây có vết xước nhẹ này. Cái phần cạnh trên của nó đây, cạnh trên của nó rất là đẹp. Đây có vết xước nhẹ này. Đây. Đẹp. Ở phía sau thì đây nó có cái vết xước nhẹ thôi. Model của nó là 3 số 3 ESD, điện 100V, công suất của nó là 15W. Và sơ đi máy của nó là 224642 và được sản xuất Nhật Bản. Chiếc đồ này trang bị một đường A-lốc da chân đường mạ vàng và một đường cổng cô xoan da để cho kết nối thiết bị ngoài. Thì khi dùng đường cô xoan thì bác sẵn on, và khi không dùng bác off nhé. Các bác lưu ý cho em. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của chiếc đầu này còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản. Đấy, mắt đọc zin nó máy luôn, dòng cơ chụp ấy nhỉ, rất là chắc chắn êm máy. Bỏ sao đáp xưởng rất là cao vì kế rất là kỹ càng. Đây, đây là con chip giải mã TDA1541. Tụ đồng nguồn của nó đây, tụ này là tụ Ella Urex, khá là có cấp 6.800 mm một tụ. Tụ này cũng có Ella 1.000 mi và lên đến là 6,3V. Đây, bộ tụ này, tụ này là tụ của Lichco Music này, khá là lớn nhé. Đấy, chất lượng này. Và đây là phần đáy phía dưới. Đáy phía dưới nó khá là đẹp.
Và đây thì nó có một cái khóa mắt. Khi em gửi hàng đi thì em sẽ gạt lên trên này. Đấy. Và khi các bác nhận hàng nhé, nhận hàng test kiểm tra thì các bác xoáy ốc nới lỏng ốc ra và các bác gạt nó xuống để chuyển tiền lên như này. Đấy nhé. Để cho sử dụng nhé. Đấy. Và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc và các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để các bác được thưởng thức ạ. Và chiếc đầu này thì bên em bán với mức giá là 3,3 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. Bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Trong quá trình nhận hàng, các bác cứ test kiểm tra. Nếu không may sản phẩm bên em gửi đi mà nó có sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng lỗi hoàn tiền 100% cho các bác. Hoặc các bác đổi cho sản phẩm khác tùy theo ý của mình. Còn trong quá trình mà đã sử dụng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em hỗ trợ sửa chữa cho các bác. Nếu như sản phẩm nó có bị lỗi mà không có thợ sửa, tiền phí thì các bác thanh toán giúp em. Đầu thì không gắn đĩa, đã được bên em test rất là kỹ càng. Đấy, đọc tốt đĩa nòng xanh là đĩa sao chép, đĩa nòng vàng cũng như đĩa nòng trắng nhé. Và em xin giới thiệu ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, số điện thoại là 0907 23 29. Bác nào ở gần thì qua anh em chọn lựa mua sản phẩm. Bác nào ở tỉnh xa liên hệ trực tiếp với em qua hotline hoặc kết bạn Zalo với em để tiện trao đổi nhé. Em test một cái đĩa chép đây. Nó nhận đĩa. Bên em thì còn nhiều đầu CD, trong văn cúc chỉ có vài trăm ngàn đồng cho đến vài triệu là các bác có thể sở hữu một chiếc đầu chúng ta nghe nhạc rồi. Đấy. Có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp. Số điện thoại em để tiêu đề của video. Em kính mời các bác đeo tai phone vào để cùng em thưởng thức nhé. Thank you.
Buông tay đọc ạ. Hôm nào anh ra đi em thẫn thờ trên phố nhỏ, mây chiều răng đôi khi em đừng nhìn mắt bơ vơ, tóc xòa từ bờ vai em đi sầu dưng dưng rồi. Em xin phép được dừng video tại đây. Thì chiếc đồ này bên em bán với mức giá là 3,3 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đủ tiền. Bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907 223 269 ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.